Lời đầu tiên, thầy Kiên xin cảm ơn quý phụ huynh và các con đã yêu quý toán thầy Kiên trong suốt thời gian qua. Hiện nay có rất nhiều học sinh mong muốn được theo học toán thầy Kiên từ lớp 1 cho đến lớp 12, nhưng thầy Kiên chỉ mới thu xếp được thời gian để mở hai khối lớp 4 và lớp 5 và cũng chỉ mới đáp ứng được một phần nhu cầu của học sinh. Với sự trăn trở làm sao để giúp được nhiều bạn tiếp cận được môn toán và yêu thích môn toán, thầy Kiên đã tìm hiểu và xin chia sẻ với các con một ứng dụng dạy học có tên là Kiến Guru. Khi tham gia với ứng dụng Kiến Guru, các con có thể tìm cho mình khối lớp mong muốn từ lớp 1 cho đến lớp 12. Tại Kiến Guru, việc kết cấu các bài giảng và bài tập rất logic với nhau. Để các con có thể nắm vững kiến thức sau mỗi video bài giảng, các con được thực hành thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và đề thi. Ví dụ, khi các con chọn học toán lớp 5 về phần phân số, kiến thức được chia thành rất nhiều video nhỏ. Các con học xong phần nội dung nào sẽ có bài tập ứng dụng để kiểm tra ngay kiến thức vừa học xong. Trong quá trình làm bài tập, các con sẽ biết ngay kết quả cũng như phần gợi ý làm bài. Kết thúc dạng bài toán đó sẽ tiếp tục xem các bài giảng tiếp theo. Đặc biệt, tại Kiến Guru có hệ thống tính điểm XP để thăng hạng trong quá trình học tập. Tích được càng nhiều điểm XP thì được hoàn tiền càng cao. Muốn có nhiều điểm XP, các con hãy xem nhiều video và làm nhiều bài tập vào nhé. Cái này, nếu bạn nào hay chơi game thì sẽ rất là rõ. Ngoài môn toán, Kiến Guru còn có các môn khác như tiếng Anh, tiếng Việt, v.v. Quý phụ huynh và các con hãy tải về để trải nghiệm nhé. Link tải được thầy Kiên để ở tiêu đề của bài này. Thầy Kiên còn được biết, để chuẩn bị cho năm học mới, Kiến Guru có tổ chức một chương trình live quiz phá đảo tri thức với nhiều phần quà hấp dẫn lên đến 60 triệu đồng. Thầy tin các con sẽ dễ dàng lọt top 9 để nhận thưởng và có cả phần thưởng dành cho trường nếu có nhiều học sinh tham gia. Các con hãy rủ thật nhiều bạn bè của mình tham gia nhé. Quý phụ huynh hãy khuyến khích các con tham gia vừa chơi vừa học trong những ngày đầu năm học nhé. Thầy Kiên hy vọng Kiến Guru sẽ mang lại cho các con những trải nghiệm thú vị trong thời gian tới. Đừng quên chia sẻ video này để nhiều người được biết nếu bạn thấy hữu ích. Một lần nữa, thầy Kiên xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh và các con luôn ủng hộ và theo dõi toán thầy Kiên trong suốt thời gian qua. Chúc các con có một năm học mới gặt hái nhiều thành công và đạt được kết quả cao, không chỉ trong môn toán mà còn những môn khác nữa. Xin chân thành cảm ơn.